Xin chào các bạn đang quay trở lại với podcast Báo Tuổi Trẻ. Lời khuyên mỗi ngày cần đi 10.000 bước chân để có sức khỏe và sống lâu hơn hóa ra bắt nguồn từ một sự cố tiếp thị chứ không phải là một căn cứ khoa học. Trên thực tế, giảm đi vài ngàn bước so với tiêu chuẩn đó, con người đã đủ khỏe rồi. Sự thật về lý thuyết 10.000 bước chân này vừa được chia sẻ trên báo New York Times mới đây. Theo đó, tờ báo dẫn lời giải thích của tiến sĩ Aimin Lee, giáo sư dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan, cũng là một chuyên gia về sức khỏe và đếm bước chân. Theo bà Aimin Lee, mục tiêu 10.000 bước chân bắt đầu phổ biến tại Nhật vào thập niên 1960. Lúc đó, sau khi Thế vận hội Tokyo 1964, một nhà sản xuất đồng hồ muốn tinh thần quan tâm tới thể thao của người dân tăng cao đã sản xuất hàng loạt một bộ đếm bước chân. Tên gọi của thiết bị này khi được viết bằng chữ Nhật thì có hình dạng tựa như một người đang bước đi. Nó cũng được chuyển ngữ là bộ đếm 10.000 bước. Và vô hình trung đã tạo một mục tiêu đi bộ mà trong suốt nhiều thập kỷ sau đã trở thành tiêu chuẩn vàng đi vào quan niệm chung của thế giới cũng như của nhiều thiết bị theo dõi sức khỏe hiện nay. Tuy nhiên, khoa học ngày nay đã chứng minh chúng ta không cần phải đi tới 10.000 bước, khoảng 8 km mỗi ngày để được sống khỏe, sống lâu. Một nghiên cứu công bố năm 2019 của chính tiến sĩ Lee và các cộng sự của bà nhận thấy ở những phụ nữ trong độ tuổi 70, những người có thể đi bộ khoảng 4.400 bước chân mỗi ngày có thể giảm 40% nguy cơ chết sớm so với người chỉ đi 2.700 bước hoặc ít hơn. Nguy cơ tử vong cũng tiếp tục giảm thêm ở phụ nữ đi được hơn 5.000 bước mỗi ngày, song nguy cơ này không còn giảm thêm ở khoảng 7.500 bước một ngày. Nói cách khác, phụ nữ lớn tuổi chỉ cần hoàn thành đều đặn một nửa mục tiêu 10.000 bước một ngày vẫn có thể sống khỏe và sống lâu hơn đáng kể so với những người vận động ít hơn hoặc không vận động. Ngoài ra, một nghiên cứu quy mô lớn hơn khác cũng về vấn đề này đăng trên tạp chí JAMA tháng 3 năm ngoái, thực hiện với gần 5.000 người trung niên, gồm cả hai giới, ở nhiều chủng tộc khác nhau cũng thấy tiêu chuẩn 10.000 bước chân một ngày không phải điều kiện tất yếu để sống thọ. Trong nghiên cứu đó, những người đi khoảng 8.000 bước một ngày có thể giảm một nửa nguy cơ chết sớm vì bệnh tim hay bất cứ nguyên nhân nào khác. Tuy nhiên, người chỉ đi 4.000 bước một ngày cũng đạt được mức giảm nguy cơ tương tự. Các lợi ích thống kê khác của việc tăng thêm số bước chân mỗi ngày không đáng kể. Điều này có nghĩa là, mặc dù việc đi nhiều hơn 10.000 bước chân một ngày không gây hại gì, song cũng không giúp tăng thêm hiệu quả trong việc phòng ngừa chết sớm. Cảm ơn bạn đã lắng nghe số podcast này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng podcast Báo Tuổi Trẻ trong những tập phát sóng lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!